Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Giao ban dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội quý ba. Hội nghị hợp tác phát triển thương mại Việt Nam Lào. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua đã có 1.658 đoàn với số lượng khoảng 50.000 người đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong cả nước và quốc tế đã đến viếng đồng chí Trần Đại Quang tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà của Chủ tịch nước ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Có 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 16 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước, nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cùng gia đình đồng chí Trần Đại Quang. Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2018, lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội theo nghi thức quốc tang. Lễ an táng được cử hành trọng thể tại quê hương ông ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đúng 7 giờ 30 phút, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc điếu văn tưởng nhớ và đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Đại Quang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng, thương yêu đồng chí, đồng bào, thực sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, được đồng chí, đồng bào quý mến, được bạn bè quốc tế trân trọng. Trong công tác, đồng chí là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia dân tộc. Có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhà nước và nhân dân. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái. Với 63 tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ truy điệu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tăng quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi vòng quanh linh cữu Chủ tịch nước lần cuối. Ngay sau đó, lễ di quan Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tiến hành. Khoảng 8 giờ 30 phút, đoàn xe đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, đi qua các tuyến phố chính của thủ đô Hà Nội trước khi di quan về quê hương Ninh Bình, nơi sinh ra và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Từ 15 giờ 30 phút, lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được cử hành trọng thể tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hàng nghìn người dân thành phố Ninh Bình đã chờ đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về yên nghỉ tại quê hương. Tại lễ an táng, sau phút mặc niệm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình dòng tộc đi quanh huyệt mộ vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch nước đã đi xa, song những cống hiến của ông với Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn được ghi nhớ. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia quyến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế, đã gửi lời chia buồn sâu sắc cũng như tới viếng và đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.
cầu chúc hương hồn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang an nghỉ vĩnh hằng. Thưa quý vị và các bạn, trong trái tim của nhiều thế hệ người dân Kim Sơn, quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn luôn in đậm dấu ấn về một con người luôn dành tình cảm nồng ấm cho quê hương đất nước, đặc biệt là sự quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ. Phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình đã ghi lại những câu chuyện cảm động mà người dân nơi đây dành cho Chủ tịch nước. Dưới cái nắng hanh vàng, lòng người đau buồn tiếc thương trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thầy giáo Vũ Xuân Sinh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kim Sơn B, bùi ngùi kể lại lần được gặp mặt làm việc với Chủ tịch nước, người cựu học sinh nhân chuyến về thăm trường cũ. Nơi đây in đậm dấu ấn của Chủ tịch nước đến mức người dân thường gọi ngôi trường này với cái tên thân thương là trường Bác Quang, để thể hiện sự kính yêu đối với một người lãnh đạo luôn gần gũi nhân dân. Bác là một con người rất quan tâm đến cái ngành giáo dục nói chung, và trong đó có giáo dục Ninh Bình và có giáo dục của Kim Sơn B. Bác luôn luôn theo dõi cái sự phát triển trưởng thành của Kim Sơn B. Những cuốn sách, dàn máy vi tính mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng cùng những lời thăm hỏi ân cần về chuyện học hành luôn được lấy làm động lực để các thế hệ thầy trò trường Trung học phổ thông Kim Sơn B phấn đấu học tập, rèn luyện, noi theo. Với những nỗ lực vượt bậc, những năm học gần đây, nhà trường luôn đạt thành tích tốt trong dạy và học. Chất lượng giáo dục đại trà luôn đứng đầu trong khối trung học phổ thông không chuyên của tỉnh. Và em rất xúc động khi biết được những cuốn sách của nhà trường được bác Trần Đại Quang tặng cho nhà trường để bọn em có thể có những cuốn sách mà không mua ở ngoài được. Và em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng bác. Những ngày này, ông Lê Kim Toàn luôn ngồi trầm ngâm, ngậm ngùi khi biết tin về sự ra đi của Chủ tịch nước. Hơn 80 tuổi, sức khỏe và trí nhớ đã giảm sút. Nhưng khi nói về người học trò cũ, thầy Toàn lại tỏ ra minh mẫn hết mực. Và không giấu nổi tự hào với người trò chăm chỉ, cần mẫn năm nào. Những năm học tại trường Trung học phổ thông Kim Sơn B, điều kiện sống lúc đó cực kỳ khó khăn, thiếu thốn. Nhưng thầy và trò nhà trường luôn cố gắng khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên học tập. Sau này, khi đã là Chủ tịch nước, người học trò cũ vẫn thường xuyên quan tâm, gặp gỡ, thăm hỏi thầy giáo. Rất quý anh ấy, vì anh ấy học giỏi, vừa học giỏi nhưng vừa ngoan. Nhà nghèo, khi nghe Chủ tịch mất thì tôi rất ngỡ ngàng và liên tiếc buồn. Đấy là cái cảm giác của tôi, vì tổn thất cho cả nước, cho gia đình và dòng họ. Những tâm huyết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với sự nghiệp giáo dục chính là động lực, là niềm tin để các thế hệ học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, để mai sau là những công dân tốt, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lối sống giản dị, chan hòa, nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục, sự lo toan với quê hương đất nước của vị Chủ tịch nước luôn là những dấu ấn sâu đậm của người dân Kim Sơn dành cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sáng nay ngày 27 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội quý 3 năm 2018 với chuyên đề đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề năm 2018 năm dân vận chính quyền. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị địa phương trong tỉnh. Trong quý 3, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, khóa 12,
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong phát triển kinh tế, triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, chăm lo đời sống nhân dân. Công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, kế hoạch của các đoàn thể trung ương để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện chủ đề năm 2018, năm dân vận chính quyền, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy kịp thời triển khai kế hoạch phối hợp công tác với các nội dung cụ thể, sát thực. Các sở, ban ngành, chính quyền các cấp đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương công tác dân vận của Đảng thành các quy trình, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước gắn công tác dân vận với phương châm hành động, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Chú trọng đổi mới phương thức công tác dân vận đã góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành của chính quyền, các cơ quan nhà nước trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đạt được kết quả toàn diện. Cán bộ chính quyền đã nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại của công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội thời gian qua. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh về những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận chính quyền của cấp ủy một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4 năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn. Cụ thể, cần tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án, đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự khi triển khai các chương trình, dự án lớn của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân, tăng cường các giải pháp dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cũng trong sáng nay ngày 27 tháng 9, Đoàn Nghiên cứu Thực tế Lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K68B13, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 12 về đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018. Thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết số 19, hội nghị thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, Quảng Bình đã tiến hành rà soát, thống nhất chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giữ nguyên hiện trạng 8 đơn vị hành chính cấp huyện, giữ nguyên 159 đơn vị cấp xã như hiện nay. Tiến hành sát nhập, hợp nhất các thôn, tổ dân phố ở khu vực đồng bằng có quy mô dưới 100 hộ gia đình, rà soát sắp xếp giảm số lượng cấp phó ở các sở ban ngành cấp tỉnh đảm bảo đúng quy định. Thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 8/8 huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay, tỉnh đang triển khai thực hiện mô hình văn phòng phục vụ chung của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện. Dừng việc bổ nhiệm chức danh cấp phó ở các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương. Sàng lọc giảm số lượng phó phòng theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Dừng giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017-2021, quyết tâm phấn đấu đến năm 2021 thực hiện giảm ít nhất 10% biên chế và giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giải đáp một số vấn đề mà các học viên quan tâm phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập, như chiến lược phát triển kinh tế xã hội cụ thể từng năm của tỉnh, những biện pháp của tỉnh tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp, chính sách thu hút nhân tài, những biện pháp để phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng an ninh.
Tại buổi làm việc, các học viên đoàn nghiên cứu thực tế cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm gợi mở những giải pháp hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Ngày 27 tháng 9 năm 2018 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức Hội nghị Hợp tác Phát triển Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 11. Hội nghị do ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, ông Bun Mi Nản Ni Vong, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào, ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Lào, các vị chủ tịch, phó chủ tịch, tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng của 20 tỉnh biên giới Việt Nam-Lào và các doanh nghiệp của hai nước Việt Nam-Lào. Từ hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 10 được tổ chức tại tỉnh Atapeu, Lào, đến nay, quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng được củng cố và mở rộng, đi vào thực chất và thu được nhiều kết quả thiết thực trên cả lĩnh vực thương mại, công nghiệp cũng như dịch vụ và đầu tư. Trong thời gian qua, hai nước đã triển khai nhiều chuyến thăm và làm việc để trao đổi và ký kết các thỏa thuận hợp tác, góp phần tiếp tục thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Lào lên tầm cao mới. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào năm 2017 đạt 935,8 triệu USD, tăng 13,6% so với năm 2016. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Lào năm 2017 đạt 524,5 triệu USD, tăng 9,7% so với năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 411,3 triệu USD, tăng 19%. Kim ngạch xuất nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt 655,8 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Lào chủ yếu là thủy sản, giày da, may mặc, vật liệu xây dựng, sắt thép, xăng dầu các loại. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu vẫn là gỗ và sản phẩm từ gỗ, quặng và khoáng sản. Trong thời gian qua, hai nước tiếp tục áp dụng ưu đãi thuế xuất nhập khẩu 0% và giảm 50% thuế xuất nhập khẩu ATIGA đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu của Lào và Việt Nam, chiếm khoảng 98% trong tổng số các song thuế của hai nước. Hiệp định thương mại song phương và hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam Lào đã xóa bỏ thuế quan cho hơn 95% mặt hàng có xuất xứ từ hai nước. Cho đến nay, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam Lào có 33 cửa khẩu, trong đó có 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính, 18 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn lối mở, thành lập được 9 khu kinh tế cửa khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ của các tỉnh biên giới giữa hai nước. Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2017, tỉnh Quảng Bình đã đón 21 đoàn với 269 lượt cán bộ nước bạn Lào đến thăm và làm việc, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đẩy mạnh hoạt động thương mại. Tỉnh đã tạo điều kiện triển khai dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La, Quảng Bình, Việt Nam sang tỉnh Khăm Muồn, Lào do công ty cổ phần Lào Petro làm chủ đầu tư. Tạo điều kiện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Barite Quang Trung hoàn thành thủ tục pháp lý để khai thác vận chuyển quặng qua cửa khẩu Karong Nong Ma. Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Na Phao tăng mạnh, hàng hóa đa chủng loại với nhiều loại hình xuất nhập khẩu. Hội nghị cũng dành thời gian để đánh giá kết quả đạt được trên các mặt như hợp tác phát triển chợ biên giới, xúc tiến thương mại, công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, hợp tác đầu tư, giao thông vận tải, nông nghiệp nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước vẫn còn nhiều bất cập. Một số quy định vẫn còn chồng chéo, phát sinh nhiều thủ tục hành chính chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động thương mại biên giới. Còn nhiều bất cập trong tổ chức bộ máy quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động thương mại biên giới. Khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ hợp tác nên việc phối hợp và triển khai quy hoạch ngành lĩnh vực giữa các bộ ngành địa phương của hai nước còn gặp nhiều khó khăn. Hai bên cửa khẩu biên giới đã thực hiện công tác niêm yết các loại thuế, phí, lệ phí. Tuy nhiên, phía Lào còn thu các loại phí khá cao, có nơi chưa thực hiện đúng các thỏa thuận về thời gian thông quan hàng ngày, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại biên giới. Hạ tầng giao thông và hạ tầng thương mại khu vực biên giới, đặc biệt là các chợ biên giới thời gian qua chưa được quan tâm đúng mức trong việc đầu tư nâng cấp, xây mới theo quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào còn gặp nhiều khó khăn do quy định hạn chế về tỷ lệ người lao động Việt Nam làm việc cho các dự án đầu tư tại Lào. Tại hội nghị, đại biểu các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước đã có nhiều đề xuất kiến nghị và những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới Việt Nam-Lào trong giai đoạn 2018-2020.
với những kết quả đạt được trong hoạt động thương mại biên giới từ năm 2016-2018, Bộ Công Thương hai nước đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động thương mại biên giới, góp phần thực hiện tốt các hiệp định đã được ký kết, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đã ký kết biên bản hợp tác phát triển thương mại biên giới giữa hai nước giai đoạn 2018-2020, làm cơ sở để hai bên xây dựng và triển khai các nhiệm vụ tạo đà cho sự phát triển kinh tế bền vững giữa hai nước Việt Nam và Lào trong giai đoạn tới. Trước đó, trong sáng nay 27 tháng 9, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đã tổ chức khu trưng bày sản phẩm của các tỉnh có chung biên giới Việt Nam và Lào. Tham dự lễ khai trương có ông Bunmi Mạ Ni Vong, Thứ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Bình có ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Khu trưng bày có 22 gian hàng đến từ 40 doanh nghiệp của hai nước Việt Nam và Lào. Trong đó có 11 gian hàng của các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với các mặt hàng đặc trưng như sản phẩm từ gỗ, đồ gia dụng, đường, các sản phẩm cao su. 11 gian hàng của Việt Nam với các sản phẩm chủ yếu như tinh bột sắn, hồ tiêu, tinh bột nghệ, khoai gieo, dầu lạc, gạo sạch, nhung hươu, bưởi phúc trạch. Trong dịp này, tỉnh Quảng Bình cũng có nhiều sản phẩm tiêu biểu tham gia gian hàng như nấm linh chi Tuấn Linh, dầu lạc Phong Nha, bánh mè sát Tân An, tinh bột sắn Long Giang, khoai gieo Hải Ninh, dầu xả, dầu tràm Lệ Thủy, nước mắm Long Tám. Khai trương gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của hai nước được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam và Lào tìm kiếm thông tin, cơ hội, tiềm năng, khách hàng và đối tác thương mại, mở rộng quan hệ giao thương, xuất khẩu sản phẩm ngày càng thiết thực, hiệu quả. Thứ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thứ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và toàn thể đại biểu đã đến thăm các gian hàng của khu trưng bày sản phẩm. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Minh Hóa phấn đấu giảm hơn 8,3% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2018. Chiều nay ngày 27 tháng 9, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Cùng đi có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y và lãnh đạo huyện Quảng Trạch. Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện đang có những diễn biến phức tạp tại Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Tuy chưa ghi nhận trường hợp nào xuất hiện, song nguy cơ xâm nhiễm bệnh là rất cao. Để chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn tỉnh, ngay sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh động vật Bắc Quảng Bình và một số trang trại chăn nuôi lợn tập trung có quy mô lớn. Tại những điểm đến kiểm tra, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Quảng Trạch và các lực lượng chức năng tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm dịch tả lợn châu Phi, nhắc nhở bà con nâng cao nhận thức, chủ động vệ sinh môi trường, chuồng trại, phải tiêu trùng khử độc thường xuyên khu vực chăn nuôi. Trên cơ sở cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì Ủy ban tỉnh đã yêu cầu các ngành địa phương có một loạt các cái giải pháp, mà trước hết là tăng cường cái công tác tuyên truyền cho người dân là hiểu được cái tác hại của cái dịch tả lợn châu Phi, và khi nó đã xâm nhiễm vào thì nó rất là nguy hiểm đến cái hiệu quả của công tác chăn nuôi và cái an toàn thực phẩm trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là để triển khai cái việc đó thì chúng tôi đã giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ động tổ chức các cái hội nghị để mà phổ biến, để tuyên truyền, để hướng dẫn cái cách thức mà phòng tránh. Đối với các cái địa phương thì chúng tôi đề nghị các cái địa phương là tăng cường, ngoài cái công tác là tuyên truyền hướng dẫn cho bà con thì phải trực tiếp chỉ đạo các cái đơn vị là về các cái trang trại để mà huấn luyện cho bà con các cái cách là khử độc tiêu trùng, rồi các cái giải pháp mà vệ sinh môi trường sinh học trong cái quá trình chăn nuôi, và khi phát hiện ra các cái dấu hiệu của cái lợn bị dịch tả thì hoặc là chết bất thường mà khi chưa rõ nguyên nhân thì phải báo cáo với cơ quan chức năng để lấy mẫu xét nghiệm, trên cơ sở đó để chuẩn đoán bệnh và trước khi để chôn lấp theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra là kịp thời báo cáo về cơ quan thú y để là kịp thời có cả các cái giải pháp mà khống chế dịch tại chỗ để không được ngăn chặn. Rồi đối với các cái cơ quan giống như công thương, rồi các cái ngành khác thường xuyên theo dõi các cái diễn biến của các cái đối tượng mà đưa gia súc gia cầm từ ngoài tỉnh mà xâm nhập vào tỉnh thì phải được kiểm dịch một cách chặt chẽ và kịp thời phát hiện ra để mà xử lý ngay từ chỗ, chứ không để là nó vào địa bàn, nhất là đối với các cái khu vực biên giới giáp với các cái nước mà có nguy cơ là lây nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến bà con nông dân, các chủ trang trại chăn nuôi trong vấn đề tổ chức phương án phòng chống dịch bệnh. Khi phát hiện có dấu hiệu nhiễm bệnh, cần báo ngay cho trạm thú y gần nhất để xử lý. Là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của tỉnh Quảng Bình, vì vậy thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Minh Hóa đã đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo qua hàng năm. Để giảm nghèo một cách bền vững, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo cụ thể. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2018, Minh Hóa phấn đấu giảm ít nhất 8,3% tỷ lệ hộ nghèo và giảm 11,3% tỷ lệ hộ cận nghèo. Với quyết tâm cuối năm 2018 sẽ là xã nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, xã Cửa Nẫm, huyện Bố Trạch đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Trong 6 năm qua, xã Cửa Nẫm đã đầu tư xây dựng 48 tuyến đường giao thông. Riêng trong 3 tháng trở lại đây, xã đã hoàn thành thêm 7 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã là 32 triệu đồng một người. Ủy ban nhân dân xã tích cực triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng có hiệu quả các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã cũng đẩy mạnh việc trồng cây dược liệu trên đất gò đồi và đất lúa kém hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài phát triển nông nghiệp, Cửa Nẫm đang hướng đến phát triển du lịch. Hiện trên địa bàn xã đã có hàng chục hộ dân đầu tư mở khách sạn, nhà hàng và dịch vụ homestay để phục vụ khách du lịch. Trong những tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, chuyển dịch về lao động, ngành nghề, dịch vụ, huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng nông thôn, rà soát các tiêu chí đã đạt để bổ sung và hoàn thiện vào cuối năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng các đoạn đường kiểu mẫu là một trong nhiều tiêu chí đang được cấp ủy chính quyền huyện Lệ Thủy triển khai trên thực tế nhằm từng bước hình thành các xã nông thôn mới kiểu mẫu. Góp phần hoàn thành mục tiêu trên, các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đã chung tay góp sức cùng với chính quyền, các đoàn thể và nhân dân từng bước hình thành các đoạn đường kiểu mẫu. Con đường liên thôn này dài 3 km dọc sông Kiến Giang là tuyến đường tự quản do Hội Cựu chiến binh xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đảm nhận. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, từ năm 2017, Hội Cựu chiến binh xã Mai Thủy đã triển khai kế hoạch và bắt tay vào thực hiện xây dựng tuyến đường. Trên tuyến đường này, Hội Cựu chiến binh xã Mai Thủy đã trồng được 250 gốc lộc vừng nhằm tạo thêm không gian xanh cho con đường đã được bê tông hóa. Bên cạnh đó, các hội viên còn tích cực cùng nhau triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tạo nên cảnh quan cho tuyến đường như chăm sóc, bảo vệ, làm vệ sinh. Thì đây là một chương trình mà được hội viên hưởng ứng rất là tích cực, vì đây là thể hiện tấm lòng của hội viên và trách nhiệm của hội viên đối với phong trào của xã nhà. Sau năm 2018 thì chúng tôi sẽ trồng cây hoa giấy ở điểm giữa hai cây lộc vừng, và đến 2019 thì chúng tôi trồng những cây cảnh tạo hình ở xung quanh đó, tạo cho một cái khuôn viên khép kín từ dọc dòng sông Kiến Giang cho đến là xã Phú Thủy. Hiện nay chính chi hội thuộc Hội Cựu chiến binh xã Mai Thủy đều đảm nhận những công trình để cùng nhau xây dựng nông thôn mới và nông thôn kiểu mẫu ở địa phương. Những con đường hoa giờ đây đã trở thành hình ảnh đặc trưng ở nông thôn Lệ Thủy. Tuyến đường cựu chiến binh tự quản này do chi hội cựu chiến binh thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy phụ trách. Trên 600 mét chiều dài, các hội viên chi hội cựu chiến binh thôn Xuân Lai đã tích cực trồng và chăm sóc hoa, tạo nên cảnh quan đẹp cho con đường, đúng với tiêu chí con đường kiểu mẫu.
Trong cái thực tâm là con đường tự quản và xây dựng nông thôn mới và đoàn đường kiểu mẫu, thì cùng mỗi cựu chiến binh là xác định đây là một nhiệm vụ chính trị, là một cái để làm đẹp cho quê hương, làm đẹp cho cái con người, và đây là để hưởng lợi từ cái cuộc sống, từ cây cảnh trơ để cho con người cựu chiến binh cái và trở về với đời thường, là hăng hái tham gia rất là tích cực. Có những hội cựu chiến binh làm rất nhiều nên hàng tháng hàng quý là trong hội cũng bàn bạc và cũng để là chăm sóc vườn hoa cây cảnh dọc đường, và hai nữa là cũng nhân một mô hình để nhân rộng cho toàn thôn. Có thể nói thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều đoạn đường đã được bê tông hóa giúp cho người dân thuận lợi trong giao thông, diện mạo của nông thôn Quảng Bình đẹp, khang trang và văn minh hơn. Dọc hai bên đường bê tông giờ đây là những dãy hoa chiều tím, các loài hoa cúc, vàn thò, hoa mười giờ, hoa sam. Những dòng hoa quen thuộc với người dân bể lâu càng làm cảnh quan đường làng thêm tươi tắn, giữ được hồn quê vốn có. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 27 ngày 28 tháng 9. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 67 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 68 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm 72 đến 97%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 67 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm 72 đến 95%. Khu vực thị trấn Quán Hầu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm 72 đến 95%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 72 đến 95%. Dự báo thời tiết biển đêm 27 ngày 28 tháng 9. Từ chiều tối mai 28 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Từ chiều tối mai 28 tháng 9, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7, biển động, độ cao sóng 1,5 đến 2,5 m.